À, đây nó là bộ phóng xe kích thước lớn Nerf Nitro phiên bản là Flash Fury. Nó là hàng chính hãng của Nerf Hasbro Mỹ, này cực kỳ chất lượng luôn nha, cực kỳ bền chắc. Có thiết kế có thể nạp cùng lúc đến tối đa là 5 chiếc xe để có thể bắn cùng lúc. Rồi kèm theo đây là nó 5 chiếc xe hàng chính hãng hết ha, bằng mút rất là nhẹ. Hai cái này là hai mục tiêu để phóng bắn. Này tấm dốc để phóng cho xe nó bay lên cao. Rồi lưu ý là cái xe nó có thiết kế độ phóng nó có thiết kế an toàn á. Ở đây là có chốt này đây. Khi mà phóng xe là phải đặt dưới nền. Ốp cò thì nó mới ăn nha, mới phóng được nha, chứ không nó thiết kế để không có cầm ở trên bên trên bắn tầm bậy bạ trên được. Rồi cái sử dụng của nó về đây. Lên đạn trước thì sao thì cũng được hết. Rồi bỏ một lúc 5 chiếc tối đa. Rồi và kéo lên đạn. Đó, có thể thấy là một chiếc xe nó hộc xuống sẵn để gọi là giống như lên nòng vậy đó. Ốp còn nó phóng đi thôi. À, ngoài ra là cái dốc, cái hai cái này là để mục tiêu để bắn thôi, mục tiêu để bắn bên dưới đó, còn tấm dốc để phóng cho xe nó bay cao lên. À, phải nhắm cái dốc cho đúng thì mới phóng mới bay lên được nha.